Hello, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay thì mình đang rảnh các bạn. Dậy sớm cái không có làm gì á, ngồi rảnh. Thì nãy giờ á, mình đã ngồi và mình lướt web, lướt cho YouTube đồ chơi. Thì vô tình mình có đọc được một dòng tin nhắn của một bạn fan thử thách mình. Thì cái dòng tin nhắn đó như thế này. Đó là bạn đó thử thách mình như thế này nè. Là em thử thách anh trong vòng 10 giây có thể tìm được cực kỳ là nhiều kim cương. Ghê chưa, ý là bạn nói là trong vòng 10 giây là mình phải tìm được cực kỳ là nhiều kim cương luôn các bạn. Nhưng mà cái thử thách đó công nhận thực sự là rất là khó. Ok, đây, trong vòng 10 giây đúng không? Bây giờ các bạn đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, có rồi, mới 7 giây là mình đã tìm được rất là nhiều kim cương rồi. Đó, thấy chưa, quá trời luôn nè, đó, quá nhiều luôn. Ok, cái này là kim cương mình có sẵn thì chắc chắn là các bạn không chịu rồi. Mình hiểu mà, thôi được rồi, thử thách khó quá à, nhưng mà mình sẽ nhờ đến một người giúp mình. Ok, tắt máy tính đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ qua nhà ông trưởng làng nhờ ông giúp cho mình cái cách 10 giây mà tìm được kim cương coi. Ok, cái thử thách gì mà khó dữ vẫn biết. Hello, hello anh dân làng. Hello, hello, hello. Rồi, đi lên. Ông trưởng làng ơi, ông trưởng làng. Hôm nay con qua nhận nhiệm vụ của ông nữa nè. Ông trưởng làng, xin chào ông trưởng làng, chào buổi sáng. Ô, ông dậy sớm nha. Ông trưởng làng ơi, con hồi nãy con mới đọc được một cái tin nhắn của một bạn fan gửi cho con. Bạn đó thử thách con ghê lắm không? Bạn đó kêu là trong vòng 10 giây con phải tìm được thật là nhiều kim cương luôn. Mà ông nghĩ đi, kim cương phải đào rất là lâu mới tìm được. Mà 10 giây sau tìm được. Chào buổi sáng cậu Lander Ben. Trời ơi, fan của cậu đặt cái thử thách khó vậy ta. Nếu mà như ta, ta cũng không thể nào mà tìm được kim cương trong vòng 10 giây đâu. Mà cái này còn tìm thật là nhiều nữa chứ. Thôi được rồi, ngày hôm nay ta cũng có một cái nhiệm vụ này cho cậu. Nó cũng liên quan tới kim cương á. Để thử coi cậu làm xong đi. Để coi coi nó có phù hợp với cái thử thách của fan cậu đưa ra là không. Mình cứ tưởng là qua đây nhờ ông trưởng làng thì ổng sẽ giúp được mình. Ai ngờ đâu, ổng cũng không giúp được luôn. Nhưng mà được cái là ổng có nhiệm vụ cho mình các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ thử coi nhiệm vụ ngày hôm nay cái gì. Nhưng mà đặc biệt ổng nói là nhiệm vụ ngày hôm nay có liên quan tới kim cương. Có khi nào mình sẽ ổng cho mình rất là nhiều kim cương không ta? Rồi để mình mở coi. Không có kim cương. Nhưng mà có quyển sách nhiệm vụ cũng được luôn. Để mình mở ra coi. Cách để tạo ra quả TNT kim cương siêu cấp. TNT kim cương các bạn. Wow, ghê vậy. Rồi, để coi coi. Để cách tạo ra là 8 TNT thường, 5 khối kim cương, 3 cái redstone. What? 5 khối kim cương. Hên quá, nhà mình có mấy cái khối kim cương rồi. Bây giờ mình phải tìm là redstone nè. À, redstone cùng với đó là 8 TNT. Vậy là tối nay mình phải chiến đấu với mấy cái anh Ripper nữa rồi. Khổ ghê á. Mà không sao, bây giờ thì việc đầu tiên của mình là mình sẽ đi tìm redstone trước. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi tìm redstone nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình không có cái cúp thì làm cái gì? Qua nhà hôi cũ của ông thợ rèn. Ê, có kim cương luôn rồi nè. Ghê ghê, lấy sắt luôn. Lấy yên ngựa luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tìm kim early kim redstone trước nha các bạn. Đang cần redstone mà không có, mà thấy có sắt không? Khổ ghê á. Rồi, có đào luôn đi. Để làm gì? Đấy, rồi mình đào trước cái này đi. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình tìm. Hiện tại là mình ở dưới một cái tầng rất là sâu nè, cho các bạn coi nè. Đó, các bạn thấy ở trên kia chưa? Nó rất là sâu. Ê, trời tối rồi. Chết rồi, trời tối rồi. Bây giờ mình lên đó thì ui có redstone. Yeah, có redstone rồi. Ok, được rồi, được mấy viên ta? 7 viên rồi, cũng được. Rồi cái này redstone thì nhiều lắm các bạn. Oh my god, sao nhiều vậy? Wow, quá trời quá đất. Ủa, tưởng còn nữa chứ. Để đào coi thêm coi còn cái gì nữa không. Không còn gì nữa các bạn ơi. Thôi bây giờ mình đi lên. Hết rồi. Hên quá. Rồi bây giờ đi lên thôi. Bây giờ mà cái này mới khó nè. Bây giờ thì bỏ cái này ra. Rồi, nhảy lên. Cái này mới khó nha các bạn. Tại vì bây giờ mình leo lên á, mình sợ mình rập mà mấy cái con zombie này nọ đồ nguy hiểm lắm. Từ từ mấy anh zombie ơi. Trời, wow. Cái con Sike nó đứng trên nóc nhà của mình kìa. Chạy. Ripper kìa. Chạy. Đúng qua lại. Oh my god. Nguy hiểm vãi. Các bạn thấy ghê chưa? Mới buổi tối thôi mà con Sike nó đứng trên nóc nhà mình luôn. Ghê thiệt. Rồi được rồi. Bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ bỏ mấy cục này vô đây đi. Đó, bỏ cắt mấy cái này đi. Những cái không cần thiết nha các bạn. Sắt này mình cũng không cần. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bộ đồ sắt của mình ra để mình còn đi tìm mấy con Ripper mình đang cần là bao nhiêu ta? Hồi nãy mình quên nữa. Mình cần đó là 8 TNT thường là mình cần khá là nhiều thuốc súng á. 8 TNT lần các bạn. Wow, khá là nhiều.
cái mình thấy có một cái con zombie nó đứng trước cửa nhà mình, nó nhìn mình là kìa, a ha ha, mày nhìn tao hả mày, chấp tụi mày luôn nè, chấp tụi mày luôn nè, chấp mày luôn nè, cha cha. Ok, ủa con Reaper đâu ta, con Reaper rồi. Từ từ để mình cầm cái này lên cái. Con Reaper đâu ta? À, ơi. Ô, hai con nó đánh nhau rồi, hên quá. Con Reaper nãy mình thấy đâu rồi? Cẩn thận. What? Sao mà nó nhảy từ trên trời xuống hay vậy? Ôi ơi. Ủa cái con gì nó đánh? Cái con Sike này. À, đừng có nổ, đừng có nổ. Oh no, hên quá. Xém tí là lủng cái nhà của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ tìm một cái con. À, nó đây rồi, nó đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, một đống luôn kìa, một đống luôn. Cẩn thận. Ê, cẩn thận thôi, bình tĩnh thôi. Ê, từ từ. Reaper. Mày nè, Reaper. Haha, Reaper. Haha. Quá trời luôn rồi các bạn ơi. Trời sáng như thế này á thì mình có cơ hội thấy Reaper dễ hơn mà cũng không có zombie nữa. Tại vì trời sáng á, Reaper nó không có bị cháy. Cho nên là bình thường á, bị mốt á, mình rút kinh nghiệm rồi, mình sẽ không có tìm Reaper vào buổi tối đâu. Mình sẽ đợi buổi tối nó xuất hiện ra, cái xong mình ngủ một giấc qua buổi sáng, cái là mình có tụi con Reaper này. Đây, đằng kia là một con. Các bạn vừa thấy cái gì không? Hồi nãy có một con Reaper ở đây, nó mất tiêu rồi. Mình thấy rõ ràng một con đứng ở đó. À ha ha, chiêu. Ok, 54 cái rồi các bạn ơi, quá nhiều rồi. Rồi bây giờ thì, oh my god, cái chỗ này hồi nãy cái con Reaper kia nó nổ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi về. Từ, mình có bộ là mình cũng khá là nhiều rồi đó các bạn. Mình sẽ chế tạo một cái cây sản để mình ra mình xúc cát. Đó, xúc cát nha các bạn. Tại vì chúng ta cần cát để mới có thể chế tạo được TNT. Khá là nhiều công việc nhưng mà thôi ráng đi. Lát nữa coi mình có thử xong cái thử thách của bạn kia hay không nữa. Ôi, bạn kia kêu 10 giây mà tìm ra kim cương thì sao mà tìm được. Theo công thức thì chúng ta phải cần là 8 TNT thường. Rồi ok, 8 TNT thường là có ngay. Ở đây có TNT nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, bây giờ thì chỉ cần là việc là ráp như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cần là ráp như thế này nữa các bạn ơi. Đó, nó sẽ ra một cái quả TNT màu xanh như thế này. Ok, quá easy. Ủa sao TNT màu xanh này? Nó nhập đầy được các bạn. Mình tưởng nó nhập không được chứ. Rồi, sau khi đã có TNT màu xanh này rồi thì chúng ta cần thêm cái gì ta? 5 khối kim cương và 3 redstone. 5 khối kim cương là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 5 khối kim cương và 3 redstone. Ok, chuẩn rồi. 1, 2, 3, à chưa. Phải còn cái này nữa. Đó, ra một quả TNT màu tím. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ráp nha. Các bạn coi theo cái công... Đây, bây giờ mình từ nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái công thức giống như hồi nãy mình đã coi rồi, là công thức chế tạo ra TNT kim cương siêu cấp. Đầu tiên các bạn đặt cho mình là 5 cái cục kim cương ở đây. Và ở giữa nó đặt cái TNT màu tím này. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ đặt 3 redstone đây và... Oh my god. Đây là TNT kim cương hay sao? Wow, đúng rồi nè, Diamond TNT. Ghê. Cái này là TNT từ xưa đến giờ mình chưa thấy bao giờ luôn á. Ok, để mình ra ngoài mình đặt cho các bạn xem coi nha. Wow, cái này coi bộ là hơi lạ nha. Mình chưa thấy bao giờ. Nhưng mà kệ nó, cứ thử coi như thế nào. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt ở đây. Wow, cái quả TNT này nó hơi lạ với cái quả TNT thường đó các bạn. Nó hơi khác biệt một tí. Bây giờ thì mình không có gỗ. Đây các bạn có thể thấy là cái quả TNT này nó gọi là một cái quả có tiền ở trên đây luôn nè. Nó có cái hình cái tiền luôn nè. Ghê thiệt. Các bạn có thể so sánh được hai quả TNT, một bên á là quả TNT thường của Minecraft, còn bên đây là quả TNT kim cương siêu cấp, thì các bạn nghĩ coi là quả TNT nào sẽ ngon hơn. Và bây giờ mình sẽ thử thách đó là 10 giây tìm được kim rất là nhiều kim cương của bạn kia đặt ra cho mình nha. Thì đầu tiên á, giờ mình chưa đâu. Phá cái trái này đi trước cái đã. Bây giờ thì mình đã có cái fling rồi, mình sẽ đặt thêm cái này vào để mình chế ra một cái hộp quạt. Đó, rồi ok. Và bây giờ thì mình chỉ cần việc là đốt quả TNT này coi như thế nào nha. Ủa, đậu phộng, gì kỳ á, lộn. Đó, đốt thử coi như thế nào nha. Rồi, để coi như thế nào. Boom. Ok, là nó chỉ nổ thôi đúng không? Nó sẽ làm cho chúng ta gọi là phá hủy tất cả mọi thứ của chúng ta. Ví dụ cái này mình đang trồng lên, nó sẽ nổ. Bây giờ mình sẽ so sánh hai quả TNT cho các bạn coi. Rồi, chuẩn bị nè. Boom. Thật là phí phạm đối với quả TNT này. Thực sự cái quả TNT này đúng là phá của thiệt á. Rồi, đến bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi cái quả TNT mà gọi là kim cương siêu cấp này coi như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ đặt nó đây. Mình cũng đốt như bình thường. Đó, nó sẽ đốt bình thường nha các bạn. Rồi, để coi nó như thế nào nha. Nani? Các bạn thấy cái gì chưa?
một phát một cái cây bình thường nó đã biến thành cái cây kim cương luôn kìa. Căn nhà hồi nãy là đây là cái căn nhà của tụi dân làng, là căn nhà bằng gỗ đúng không, cuối cùng nó đã biến thành căn nhà kim cương luôn. Ở căn nhà của ông trưởng làng, ủa đâu rồi trưởng làng, đâu rồi đâu, nhà thợ rèn biến thành kim cương luôn nè các bạn. Các bạn thấy ghê chưa? Rồi căn nhà của ông thợ rèn đâu? Phải trưởng làng chứ, trưởng làng nửa căn nhà của ông biến thành kim cương luôn rồi nè. Oh no, rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp tục nha. Ở đây thì hồi nãy mình đã lấy thêm rồi, tại vì mình chỉ muốn chế tạo cho các bạn coi thôi. Rồi bây giờ thì mình đứng ở đây luôn, mình cũng không có bị sát thương nữa các bạn. Boom. Các bạn có thể thấy nè, cái ruộng của mấy thằng dân làng này biến, ủa đâu rồi, biến thành kim cương luôn rồi. Mấy thằng này nó bị kẹt rồi nè các bạn, nó bị kẹt rồi nè, không ra được. Oh my god, các bạn thấy là các bạn thấy ngôi làng nào mà được kim cương như thế này chưa? Rồi mình sẽ biến tiếp tục nha, mình sẽ đặt thêm ở đây coi coi nó có nổ lan hay không nha. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ đợi nha. Boom. trời mưa, weather clear. Rồi ok, hết mưa rồi. Cái làng của mình từ một cái làng bình thường trở thành một cái ngôi làng kim cương luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho cái này biến nha. Ơi dân làng, tôi sẽ biến cái nhà của ông thành nhà kim cương cho ông coi nè. Ông đứng ở đó ông đợi đi. Rồi ông đứng im đó luôn nha, tôi biến ông thành kim cương luôn. Biến ông dân làng này thành kim cương được không ta? Chắc mình nghĩ không được đâu. Ok rồi, để coi coi. Boom. Wow, các bạn thấy đã không? Quá đã luôn đúng không? Ok, cái này trời ơi, đúng là một cái ngôi làng kim cương luôn các bạn ơi. Mình không thể tưởng tượng được là có một ngày mình có thể biến một cái ngôi làng của mình thành ngôi làng kim cương luôn. Ok, đặt. Rồi bây giờ thì mình sẽ biến thêm coi coi nó có biến nhồi không nha, có biến nhồi lên hay không. Ok, chạy kìa. Ok, nó không có biến nhồi lên các bạn ơi. Nó không có biến nhồi như là TNT. Ví dụ TNT nổ á, nó sẽ nổ nhồi như thế này, là kiểu như thế này, nó nổ nhồi vào. Rồi, mình sẽ đứng kế TNT luôn, chắc chắn là không sao đâu. Có cái này không sao đâu. Ok. Wow, nó biến thành kim cương hết rồi. Còn cái này chưa thành kim cương nè. Ai còn cái nhà bên đây. Ê, nhà của mình, đúng rồi, nhà của mình. Sao căn nhà của mình là mình lại không cho nó thành kim cương ta. Trời ơi, sử dụng hết luôn nha các bạn. Biến căn nhà của mình thành kim cương luôn cho nó mới ghê. Đó, vậy nó mới ngầu. Rồi, ok. Cánh cửa này kim cương không ta? Biến hết tất cả mọi thứ thành kim cương luôn. Rồi, đầy đủ rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ cho nó nổ. Ok. Oh no. Căn nhà của mình. Ơi, mấy cái cục này thành kim cương luôn nè. Oh, what? Thành một cái bậc thang kim cương luôn nè các bạn. Ghê thiệt. Ôi, ây da, không nhảy được. Ôi, mày, bò thấy chưa? Đó, ngôi làng của mình đã trở thành kim cương rồi các bạn ơi. Và các bạn nghĩ sao về cái quả kim cương TNT kim cương siêu cấp này thì hãy nhớ comment ở dưới cho mình biết nha. Ok, và bây giờ mình đặt quả TNT này cho nó nổ. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.